Đến cả Mạnh Quỳnh cũng phải phục cách Hồ Văn Cường đối phó khi liên tục bị ekip của Phi Nhung trở lên sóng. Kể từ khi nhận lại số tiền từ phía ekip của cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường liên tục bị người mẹ nuôi dằn mặt, bóc phốt, thậm chí là dùng những từ ngữ răn đe để quyết không cho ngóc đầu lên được. Liên tục bị người trong ekip của mẹ nuôi Phi Nhung dạy dỗ, Hồ Văn Cường đáp trả khôn ngoan bằng cách im lặng. Im lặng luôn là phương án tốt nhất mà nhiều sao Việt lựa chọn khi gặp ồn ào, và Hồ Văn Cường cũng vậy. Nam ca sĩ không lên tiếng phân trần hay bức xúc cãi lại mà chọn cách im lặng tuyệt đối. Trên trang cá nhân của mình, Hồ Văn Cường cũng đóng băng mọi hoạt động. Sự im lặng của Hồ Văn Cường được cho là cách đáp trả hợp lý nhất thời điểm này khi mà mọi chuyện đang đi quá xa. Rồi sẽ có một ngày Hồ Văn Cường sẽ phải lộ diện, phải đối mặt với tất cả, nhưng không phải lúc này. Với một cậu thanh niên vừa bước sang tuổi 18, những áp lực vừa qua dường như đã quá sức với Hồ Văn Cường. Dù có thường xuyên được đi diễn, nhưng bản lĩnh của Hồ Văn Cường vẫn chưa thể nào đối diện được với quá nhiều thông tin tiêu cực như vừa qua. Cách đây không lâu, Hồ Văn Cường bị hiểu lầm là có hành động hỗn hào với bố mẹ ruột. Tuy nhiên sau đó con nuôi Phi Nhung đã được minh oan. Chưa dừng lại ở đó, người trong ekip của ca sĩ Phi Nhung còn liên tục đăng đàn dàn mặt bóc phốt Hồ Văn Cường. Quyết tâm dồn Hồ Văn Cường vào đường cùng là điều mà công chúng không hề đồng tình với một số người trong ekip của cố ca sĩ Phi Nhung. Và có lẽ cũng là điều mà ca sĩ Phi Nhung sẽ không mong muốn nếu như còn sống. Bởi lẽ, lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung luôn yêu thương và tạo điều kiện cho Hồ Văn Cường. Ngoài chọn cho con trai nuôi môi trường học tập tốt, ca sĩ Phi Nhung còn tìm cho con những show diễn phù hợp để làm quen với sân khấu, với đam mê nghệ thuật. Hiện tại, Hồ Văn Cường đang ở đâu, làm gì vẫn chưa ai rõ. Sau ồn ào, nhiều tin đồn cho rằng nam ca sĩ đã rời khỏi nhà mẹ nuôi Phi Nhung. Mọi hoạt động của Hồ Văn Cường sẽ không còn liên quan đến ekip của mẹ nuôi. Nam ca sĩ cũng nhận được nhiều lời đề nghị giúp đỡ các mạnh thường quân. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, Hồ Văn Cường từ chối mọi sự giúp đỡ.